Em chào Chiến. Hôm trước thì khảo sát sơ bộ, sau đó thì em đã vẽ cái thiết kế sơ bộ. Thì hôm qua thì sau khi mà hoàn thành xong cái vườn rau ấy, thì em có đến em đo đạc lại chi tiết tất tần tật từng viên gạch một với anh chị. Thế thì sau khi đo đạc xong thì mới đưa ra kết luận rằng là cái chiều rộng của bên chị ấy là 3, đây, cho em một chút là chiều rộng đúng không? Của cái khu vực sân là 3, 3,25 và chiều dài của khu vực sân là 7,27 mét. Như vậy thì nó rơi vào khoảng 3,25 nhân với 7,27 bằng 23,6275 m2. Đấy. Nhưng mà cuối cùng thì là chúng ta sẽ không tính theo mét vuông khi thi công. Đấy, mà chúng ta sẽ chia tách thành từng bộ phận riêng biệt. Ví dụ như là chúng ta thi công cái bộ khung mái này, rồi cái tấm lợp thông minh Đài Loan, bây giờ chị đổi thành tấm lợp thông minh Đài Loan dày 3 ly. Đấy, thay vì là 5 ly hay là 10 ly đúng không, dày 3 ly. Đó. Và cái thứ hai nữa là cái thứ ba nữa là cái bờ rào đúng không? Đấy. Thì chúng ta chia như vậy, chúng ta báo giá thì nó mới mang tính minh bạch hơn, và từ cái báo giá đó thì người ta cũng chia theo mét vuông thôi, ví dụ nhân công này cộng với ba cái vật tư đó, ba cái hạng mục đó. Đấy. Rồi tiền sơn đúng không, sơn chúng ta sẽ sơn màu trắng hết. Đấy, cho nó sạch đúng không? Để chống muỗi. Đấy. Đấy thì cộng lại tất cả bốn cái mục như là nhân công rồi mái che rồi thì tấm lợp Đài Loan đúng không, khung bộ khung mái che rồi thì bộ hàng rào, cộng lại chia cho số mét vuông thì cũng ra là bao tiền mét vuông thôi, nhưng mà nó sẽ hợp lý hơn chứ nó không không theo, nó không có cái đơn giá cụ thể nào cả đúng không nào. Thì đây thì cái bộ khung thì em dùng hoàn toàn là sắt hộp 60. Đấy, nó sẽ có một cái đường sắt hộp 60 để đi sát vào. Đây, chúng ta nhìn này, đi sát vào cái phần tường đúng không? Đấy, chúng ta sẽ đi đúng sát theo cái phần tường này. Đấy, cho nó đảm bảo cái thẩm mỹ cao nhất và nó không có hở. Đấy, cái thứ hai nữa là bộ khung này thì sẽ được chia thành, ví dụ chiều dọc thì chia thành chiều rộng nhé, thì chia thành 3 phần, và chiều dọc chiều ngang ấy, thì chia thành 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần. Như vậy là mỗi ô ấy thì nó có kích thước là 1 m 1 m. Đấy. Mà chúng ta dùng theo em nghĩ thì chúng ta không nên là chỉ lợp có mỗi cái phần phần tấm lợp thông minh Đài Loan ở cái khu vực này, mà chúng ta nên là lợp toàn bộ cái mái này. Vì là hôm trước ấy, thì em có để ý quan sát là tất cả những cái thùng mà chị dự định trồng cây vào đây ấy, thì đều bị mưa dập nát hết. Đấy. Cho nên là nếu như mà chúng ta mà chỉ có lợp đến đây đến khu vực này thôi ấy, thì là nước mưa ấy, khi mà nó chảy nhá, nó chảy này, chỉ nó vòng xuống đây thì nó rơi đúng vào cái này thì cái độ xói mòn nó càng lớn hơn, và không thể chúng ta không thể bảo vệ được rau. Cho nên em khuyến cáo là hoàn toàn chúng ta lợp tấm lợp thông minh ra hết tất cả khu vực này, bởi vì là chúng ta đã hạ xuống tấm lợp 3 ly rồi nên cho nên là nó sẽ rẻ đi rất là nhiều đúng không ạ, nó rẻ đi rất nhiều. Đấy. Thế còn hàng rào thì chúng ta sẽ làm cũng đơn giản này thôi, bởi ở đây thì sau khi đo thì hóa ra lại phát hiện thêm một cái này nó phát sinh, đó là cái cột này là rộng 50 và dài 60 và nó cao khoảng 1 mét. Đấy thì chúng ta phải sơn, nếu như mà có thuê thêm ấy, thì là bọn em sẽ sơn cái này thành màu vàng theo đúng cái màu vàng chanh, sẽ đúng cái màu tường của chị đúng không. Thì sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục là làm cái hàng rào, đây hàng rào hai bên này đó, bởi vì bên kia bên khu vực này ấy, thì đã có hàng rào của người ta rồi nên mình không cần làm, mà chúng ta làm khu vực hàng rào này và hàng rào này. Thì hàng rào này chúng ta sẽ tính ra sắt rồi thì tính ra trụ là bao nhiêu thôi, và chúng ta sẽ làm đúng như thế thôi đúng không ạ. Thì ở đây thì em đã để một cái xe máy phân khối lớn mà chiều dài cũng là gần như nhất rồi để vào khu vực này. Thì sau khi đo ra xong, ví dụ cái hộp này là dài, cái hộp trồng rau này là hộp trồng cây này là rộng 40, cao 40, thì chúng ta vẫn giữ ra một cái lối đi là 60 phân. Đấy là một cái xe rất là lớn đấy. Còn nếu như chúng ta chỉ để cái xe đạp và xe máy xe cúp 50 thì chúng ta phải dư ra được khoảng nửa sân, tức là khoảng độ 1 m 2 để chúng ta đi lại, rất là thuận tiện đúng không.
Đấy. Ở đây chúng ta có thể trồng cái cây hoa trà này, rồi một số cái cây cây cỏ lạc màu vàng để trang đấy. Đấy. Chỉ đơn giản như vậy thôi, còn ở đằng trước này chúng ta chỉ cần trồng những cây hoa thấp thôi. Cây hoa rồi cây cảnh thấp thôi. Đấy. Còn trên cái trụ này chúng ta trồng để một chậu cây nó có hình tròn, được cắt tỉa hình tròn như này cho đẹp. Còn hai bên thì chúng ta trồng, đúng không, trồng cái cây cây leo nào đó. Ở đây thì theo em đề xuất là cây hoa giấy vẫn là như vậy thôi đó. Thậm chí là gì, hôm qua em khảo sát thì nó đo được chính xác được cái cửa là cao bao nhiêu này, và cái chiều dài chiều rộng cửa, rồi cửa sổ này, rồi thậm chí là chiều cao của tường này đã đo chính xác rồi. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể tính chính xác được ra cái lượng sắt mà chúng ta sẽ sử dụng là bao nhiêu cây. Tất nhiên chúng ta phải làm tròn là 6 cây nhé, à 6 mét một cây nhé chị nhé. Đấy, chúng ta sẽ mua ra sắt này, rồi vì phí vận chuyển cái sắt đến đây là bao nhiêu này. Thì cho nên là em mới nói rằng là không thể quy ra mét vuông được. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái sắt, ví dụ chúng ta chở từ xa đến thì nó lại rất rẻ nếu chúng ta mua số lượng lớn, nhưng ngược lại thì có những sắt mà chúng ta tính cân đối là cái chi phí chở sắt từ cái vị trí ở gần chỗ chị đến đến nhà chị để thi công. Nhưng mà gì, chắc chắn là gì, sắt ở chỗ chị lại không thể rẻ bằng sắt ở chỗ em được, đúng không? Ok, như vậy đấy là gì, đây là cái thiết kế mới nhất gần đây. Như vậy tổng hợp lại là chúng ta sử dụng cột 80 là hai cột, đúng không, hai cột 80, một cột thì là nửa này, nửa cột này đấy, với lại một cột là gá lên cái cột trụ 60 50 này. Thế nhưng mà vẫn chúng ta vẫn phải mua hẳn một cái thanh sắt 80 đấy, trụ là 80. Thì nếu như vậy thì chúng ta toàn bộ chúng ta làm những cái trụ hàng rào này là đều 80 hết. Hoặc nếu không ấy thì chúng ta là trụ 90 và làm trụ hàng rào là 90 hết, thì chúng ta sẽ tận dụng được cái thanh sắt. Ví dụ đây là 1 mét nhé, thì chúng ta 1 2 3 4 này. 4 5 này, 6 này, 7 này, 8 9. Vậy là chúng ta mất 9 mét, 9 mét mà đây là cao gần 3 mét thì là 12 mét. Đúng không? Chúng ta vẫn mất 3 cây. Đấy. Đấy, chúng ta tính tròn là vẫn mất 3 cây và chúng ta vẫn thừa sắt. Đúng không? Nhưng mà còn hơn là nếu không chúng ta làm tất cả bằng 90 thì nó sẽ trông rất là xấu, lồi lõm, đúng không nào? Còn sắt ở đây thì có thể là 30 25. Đấy, sắt sắt thanh này 30 25 và cái be hàng rào này cũng là 30 25 mốt. Còn những cái chụp này á, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái chụp bịt nhựa thôi, bịt nhựa thông thường thôi, không cần phải bịt nhựa nhọn như này. Đúng không? Ok. Đây đây là cái thiết kế của em. Và từ cái thiết kế này thì em sẽ tiến hành báo giá. Và chắc chắn là báo giá này sẽ thấp hơn cái báo giá lần trước, đúng không? Dự kiến thì chúng ta sẽ thi công trong vòng 3 ngày. Đấy, với khoảng độ 3 đến 4 nhân công. Đấy, và chi phí nhân công thì nó sẽ không hề rẻ đâu, không hề rẻ như là cái vườn rau lần trước đâu ạ. Ok, trân trọng cảm ơn chị Yến đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại chương trình sau ạ.